Hello. Nếu các bạn đã thấy iPhone 10 cho camera quá tốt rồi thì xin chúc mừng, Apple sẽ còn đẩy mạnh về mảng này trong thế hệ iPhone tiếp theo của họ vào năm 2018. Và nếu bạn đang thấy iPhone 10 giá đắt cắt cổ lè lưỡi thì xin chúc mừng một lần nữa, khả năng cao là iPhone của năm tới sẽ còn giá cao hơn. Trước khi đi vào video nói về iPhone 2018 thì mình muốn nói qua một tí xíu lại về iPhone 10 một chút. Rất nhiều bài đánh giá ở trên YouTube đã khẳng định rằng thực sự phải cầm vào chiếc iPhone 10 và sử dụng nó thì mới thấy được chiếc máy này tốt như thế nào. Apple đang nghiên cứu về thiết kế mới của họ và kết hợp nó rất hoàn chỉnh với các thao tác quốc chạm sử dụng và gần như không mang lại sự khó làm quen dù đã thay đổi về mọi mặt. Những lời chê dành cho iPhone 10 thì vẫn có, nhưng mà về cơ bản thì đây vẫn là chiếc máy tốt để hiệu năng với con chip Bionic A11 mạnh mẽ, cũng như mọi tính năng kể cả Face ID vốn bị bóc phốt khá nhiều trong thời gian gần đây. Theo một khảo sát người dùng iPhone 10 trên toàn cầu thì Face ID chớ trêu thay lại là tính năng được yêu thích nhất ở trên iPhone 10. Thôi, tóm tắt vậy thôi, khen nhiều dẫn đến mất công bị chửi là iPhone thêm bị gà nhà mày lót anh em ạ. Và thậm chí trong người mình còn chả có iPhone nào. Trong năm 2017 vừa qua, dù có thay đổi nhiều về camera nhưng thực tế thì iPhone 8, 8 Plus và 10 đều được sử dụng chung một nền tảng phần mềm camera cơ bản nhất. Trong năm tới, khả năng cao là những chiếc iPhone có thể có tiến bộ đáng kể trên khía cạnh camera. Thực tế thì theo nhiều trang đánh giá, để màn trình diễn của iPhone 8 không quá tệ và vẫn được ưa thích bởi nhiều người dùng, Apple đã phải cố gắng đưa các linh kiện phần cứng và tính năng phần mềm ở một mức chỉ là vừa đủ chứ chưa phải là đột phá lên một chiếc camera đơn. Trong khi đó, iPhone 10 lại sở hữu một phần cứng hầm hố hơn nhiều với camera này khi được bổ sung thêm ống kính góc rộng. Khi thiết kế cả phần bên trong và bên ngoài của nhà táo được tối ưu hơn trong tương lai, hẳn nhiên là Apple sẽ bung lụa hơn cho việc đưa nhiều cải tiến lên camera trên các sản phẩm của mình, kể cả những chiếc máy có giá rẻ nhất ở trong chuỗi sản phẩm của họ. Hãy cùng nói qua về giá cả một tí này. Trong năm 2018, Apple được cho là sẽ tung ra 3 mẫu smartphone mới. Thứ nhất là một mẫu với màn hình 6 inch công nghệ tấm nền LCD, có vẻ như sẽ là thiết bị có giá rẻ nhất. Thứ hai là một thế hệ kế nhiệm trực tiếp của iPhone 10 với màn hình 5,85 inch, công nghệ tấm nền OLED, và cuối cùng là một biến thể iPhone 10 cỡ lớn với màn hình 6,46 inch. Theo đánh giá của Motley Fool, khó lòng Apple sẽ bán chiếc iPhone 10 tiếp theo với giá dưới 799 đô la Mỹ và phiên bản 5,85 inch sẽ có giá dao động trong khoảng 899 đến 999 đô la. Bên cạnh đó, chiếc iPhone 10 6,46 inch sẽ có giá dao động từ 999 đô đến 1.199 đô la Mỹ, tùy vào mức độ khác biệt về trang bị phần cứng so với phiên bản 5,85 inch. Riêng máy 6 inch màn hình LCD chắc chắn sẽ có giá thấp hơn để thu hút những người dùng ở phân khúc thấp hơn một chút. Để vẫn giữ được vị thế flagship cho thiết bị này thì 749 đô la Mỹ sẽ là mức giá khởi điểm của nó. Cho lại một câu về mức giá của iPhone trong năm tới là nó sẽ còn cao hơn một chút so với mức trung bình của năm nay. Đánh đổi lại, camera, hiệu năng và các tính năng phần mềm ở trên iPhone 2018 sẽ hoàn thiện hơn. Với những thiết bị có tổng thể thiết kế lớn hơn như vậy, chúng ta có quyền tin rằng Apple sẽ mang đến được những cảm biến camera lớn hơn và các ống kính tiên tiến hơn, khẩu độ mở lớn hơn ở trên các thiết bị của mình. Nói về thiết kế thì câu hỏi được đặt ra là liệu rằng Apple còn giữ thiết kế từ thời iPhone 6 cho thế hệ 2018 hay không? Điều này thì chúng ta chưa nắm rõ, nhưng theo một số trang uy tín, cả 3 thiết bị iPhone mới của năm 2018 sẽ đều mang trên mình những thiết kế mới, đột phá và tiên tiến, ít nhất là giống với iPhone 10 của năm nay trở đi. Thậm chí theo một tin đồn mới đây đến từ chuyên gia Ming-Chi Kuo, thế hệ iPhone 2018 sẽ được hỗ trợ tốc độ Gigabit LTE tương tự như Samsung Galaxy Note 8, hơn hẳn so với tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa hiện tại là 600 Mbps trên giây. Tuy nhiên, tốc độ lý tưởng tối đa không có ý nghĩa nhiều một khi các nhà mạng không có đủ cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ cho khả năng này. Bất chấp điều đó thì các module anten với công nghệ 4x4 MIMO thay vì 2x2 MIMO hiện tại được cung cấp cho các thiết bị iPhone mới cũng hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể tốc độ download và upload của chúng ta. Đáng kể hơn, Ming-Chi Kuo còn dự báo rằng sau năm 2018, Apple sẽ không còn là nhà sản xuất smartphone lớn duy nhất chỉ tung ra thị trường các mẫu điện thoại một SIM. Tức là 2018 sẽ có thể là năm đầu tiên Apple cho ra mắt mẫu điện thoại 2 SIM với tham vọng đánh chiếm thị trường Trung Quốc, một thị trường mà vài quý gần đây đã chứng kiến mức tăng trưởng chậm lại của các sản phẩm đến từ nhà táo và có xu hướng ưa chuộng những Xiaomi, Huawei, Oppo hay là Vivo, cây nhà lá vườn hơn. Nhiều người cho rằng là iPhone mà 2 SIM thì mất chất quá nhỉ? Nhưng dù sao đây cũng là tin đồn, chưa có gì chính thức cả. Và mình thì cho rằng 1 SIM hay là 2 SIM thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chất của máy cả. Còn bạn như thế nào về những cải tiến nói trên? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.